Huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận, nằm cách đất liền khoảng 56 hải lý, giữ vị trí chiến lược trong thế trận phòng thủ của quân khu 7 và tỉnh Bình Thuận từ hướng biển. Đặc biệt nơi đây còn là hậu cứ quan trọng đối với quần đảo Trường Sa. Nhiều năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chủ động, tích cực tham mưu cho tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận, lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tiềm lực khu vực phòng thủ huyện đảo vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận luôn nỗ lực thực hiện có hiệu quả chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhất là việc phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương. Việc phát triển kinh tế xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh được quan tâm chú trọng. Lực lượng vũ trang huyện đảo thực sự vững mạnh, sẵn sàng chiến đấu cao, nắm tình hình, xử lý kịp thời hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ. Tổ chức huấn luyện đầy đủ về cái quân số, chương trình và cái thời gian bảo đảm đúng quy định. Ngoài ra thì cái tổ chức cái luyện tập về chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cũng như diễn tập thì huyện Phú Quý đã thực hiện tốt cái diễn tập và khu vực phòng thủ đảo và được cấp trên đánh giá là hoàn thành tốt cái nhiệm vụ. Huyện đảo đã xây dựng trung đội dân quân biển trên địa bàn các xã, sẵn sàng hiệp đồng với các đơn vị trên đảo, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh vùng biển, đảo của Tổ quốc. Các dân quân biển vừa tham gia công việc đánh bắt, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, vừa nắm bắt tình hình trên biển, vừa rất tích cực trong công tác huấn luyện các kỹ năng chiến đấu trên biển. Tôi rất vinh dự khi là một dân quân biển. Tôi luôn đánh bắt ngoài biển về tham gia. Nắm bắt tình hình trên biển, tôi và đồng đội luôn tích cực tham gia các hoạt động huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu khi để bảo vệ quê hương. Tam Thanh là xã đầu tiên của cả nước xây dựng trung đội dân quân biển. Lực lượng này được chọn lựa từ những ngư dân đang tham gia đánh bắt thủy hải sản, được biên chế thành 3 tiểu đội, vừa tham gia hoạt động sản xuất, vừa kịp thời báo cáo tình hình trên biển về Ban Chỉ huy Quân sự xã. Đối với Ban Chỉ huy Quân sự xã, Tam Thanh chúng tôi cũng đã phát triển, xây dựng biên chế lực lượng dân quân đủ số lượng bằng 1,42% so với dân số. Thì ngoài cái quá trình tham gia đánh bắt hải sản thì chúng tôi cũng chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng cho tất cả cái lực lượng dân quân biển này để an tâm xác định rõ tư tưởng trách nhiệm của mình. Huyện đảo Phú Quý có 3 xã Tam Thanh, Ngũ Phụng và Long Hải với gần 1.500 phương tiện đánh bắt hải sản với hơn 7.000 lao động trên biển. Trong số đó có 1/3 tàu thuyền chuyên đánh bắt xa bờ. Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã xây dựng trên mỗi tàu cá đánh bắt xa bờ có từ 2 đến 3 dân quân và tổ chức biên chế 10 tàu, hợp thành một trung đội, chủ yếu tập trung ở tuyến khơi. Nhờ quan tâm và vận dụng linh hoạt trong xây dựng, quản lý, huấn luyện và tổ chức hoạt động, nên chất lượng của dân quân biển huyện Phú Quý không ngừng được nâng cao. Đối với dân quân ở Long Hải vị trí đó, huấn luyện chiến thuật như thế nào, sát với địa hình thực tế, hay ở xã Ngũ Phụng thì phương pháp và huấn luyện về ở xã Ngũ Phụng sát với cái địa bàn đó. Và trong quá trình huấn luyện là các anh rất tiếp thu rất là nhanh. Bám địa bàn, Ban Chỉ huy Quân sự các xã huyện đảo Phú Quý đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trong công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới. Các hộ gia đình, các chủ tàu thuyền và các hộ nuôi thủy sản trên các lồng bè trên biển luôn nêu cao trách nhiệm, cùng sát cánh với lực lượng chức năng bảo vệ an ninh trật tự trên biển, chấp hành quy định pháp luật, không vi phạm đánh bắt vùng biển nước ngoài, luôn sẵn sàng tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển Việt Nam. Vận động bên con cháu anh em và người thân trong nhà, góp lại vận động các hộ ngư dân không nên đánh bắt hải sản lấn chiếm nước ngoài. Lực lượng vũ trang địa phương, công an, biên phòng, cảnh sát biển và các đơn vị chủ lực đóng quân trên đảo làm tốt công tác phối hợp, nắm tình hình, chắc tay súng, bảo vệ vùng trời biển đảo Phú Quý, chủ động các phương án sẵn sàng đối phó kịp thời và xử lý có hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. An ninh chính trị, trật tự an toàn trên đảo luôn được giữ vững, xứng đáng là hậu cứ Tiền Tiêu, hậu cứ Trường Sa vững chắc.